buổi tất niên năm nay thì cũng sẽ nhắc nhở chấp tấn quý vị trên đường tu tập. Thì đề tài nói chuyện hôm nay là hãy tự cứu mình, không? Đây là cái điểm mà trọng yếu. Nghĩa là mỗi vị phải luôn để mà tự kiểm lại, để thấy được cái bổn phận, cái việc làm của mình để cho xứng đáng. Thứ nhất là thấy được cái mê lầm mà quá lâu rồi của mình. Quý vị có thấy là được cái mê lầm của mình đó đã lâu rồi chưa? Thấy được cái mê lầm mà quá lâu của mình rồi đó thì mới gọi là mới có cái cảm mạnh để mà lo tiếng. Quý vị xét cho thấu rõ cái điểm này, tức là trước tiên là phải xét cho thấu cái dòng sanh tử luân hồi của mình đây thì mới thấy ghê sợ để mà lo tiếng. Nếu mà quý vị mà xét cho sâu, cho cảm gọi là cảm mạnh cái ý nghĩa này đó, thì quý vị là không còn gọi là cái buông lung nữa. Cho nên là quý vị nào mà tu hành mà tính toán mà còn buông lung, còn giải đãi là chưa thấy được hết ý nghĩa này. Tức là chưa thấy được cái nguy hiểm của dòng luân hồi sinh tử. Thấy không? Quý vị học thì cũng biết là mình từ đâu mà đi vào sinh tử luân hồi. Từ đâu mà đi vào trong cái sinh tử luân hồi này? Từ lúc nào? Tức là ngay từ một cái niệm bất giác ban đầu. Ngay từ niệm bất giác ban đầu đó. Mà ở trong kinh Lăng Nghiêm mà gọi là cái gì? Gọi là trong cái gọi là sáng suốt, cái giác minh là sáng suốt đó, mà quên nó rồi lại khởi lên cái sáng để mà soi lại nó. Tức là nó tự sáng rồi mà không biết, không? Lại khởi cái sáng nữa để soi lại nó, không? Thành ra là thêm cái thứ hai. Tức là quên mất cái gốc chân thật ban đầu. Đó, cái này gọi là cái căn bản vô minh đó, không? Quên mất cái gốc chân thật ban đầu của mình đó, không? Gọi là thì bất giác, tức là vọng động. Tuy nhiên cho nên là trong 12 nhân duyên gọi là vô minh duyên hành đó, không? Tức là vọng động, không? Thành ra rồi mà có động tức là sanh, mà có sanh tức là có tử đó. Cho nên như vậy thì lao vào trong cái dòng luân hồi cho đến ngày hôm nay mà được ngồi đây á, thì quý vị nghĩ là hôm nay là nói là được ngồi đây đó là quý vị thấy là cũng là cái duyên hy hữu lắm đó, thấy không? Nhưng mà kiểm lại á thì đã trải qua nghĩa là vô lượng vô số, trong cái vô lượng vô số lần sinh tử trong cái đường, không phải một lần vô lượng vô số mà gọi là vô lượng vô số trong cái vô lượng vô số lần sinh tử thì quý vị thấy ghê chưa? Nhưng mà ít này thấy ghê phải không, mà vẫn còn muốn tiếp tục phải không? Hình như đa số là vẫn còn muốn tiếp tục, chứ ít ai mà gọi là quyết tâm mà ngang đây chấm dứt. Bây giờ thấy không, tức ít có ai mà gọi là có sự gọi là quyết tâm mà ngay đây phải chấm dứt, mà thường thường thì cũng còn muốn kéo dài nha, kéo dài đó, như vậy là chưa thấy hết được không? Cái khổ của sanh tử đó, nên là trải qua nghe là vô lượng vô số lần sanh tử như vậy đó, không? Thì mà mỗi lần sanh tử thì quý vị thấy bao nhiêu cái khổ rồi, mà vô lượng vô số lần như vậy đó. Quý vị mà ngồi đây, không? Từ nhỏ tới lớn đó, quý vị khóc lóc mấy lần rồi, chảy nước mắt mấy lần rồi,
mà mới có đời này thôi đó, không? Mà chảy nước mắt mấy lần, mà mình vô lượng vô số lần sinh tử vậy đó, mà đâu phải là mà luôn luôn là nó được cái phước hết, không? Được có phước là thì nó cũng gọi là chảy nước mắt ít chút đó, không? Còn mà vô phước nữa thì chảy nước mắt càng nhiều nữa, phải không? Mà vào trong những cái cảnh giới xấu là càng khổ đau nhiều nữa. Cho nên nếu mà kiểm lại đó, hay xét cho thấu đó, thì có thể nói rằng trong lục đạo luân hồi, tức là trong sáu đường luân hồi đó, thì chúng ta đi qua mấy đường coi như có thể nói là đủ hết, sáu đường, từ địa ngục cho đến cõi trời là mình có đi qua đủ hết, không thiếu một cái đường nào hết. Trong cái dòng sinh tử dài vô tận như đó thì dĩ nhiên là mình đã đi qua đủ hết, không thiếu một đường nào hết. Thì vậy là mà quý vị còn chưa thấy chán là sao? Coi như đủ hết rồi, đi đủ hết rồi, đâu có thiếu gì nữa. Nhưng mà vì mỗi lần sinh tử là mỗi lần gọi là cái mê cách ấm, cho nên quên cho nên rồi không thấy được hết, cho nên rồi còn muốn đi tiếp, tức là chưa thấy chán. Chứ còn nếu mà được con mắt mà gọi là túc mạng đi, không được nhớ hết được những cái đời sinh tử của mình đó mới thấy sợ, không? Cho nên quý vị kiểm lại trong nội tâm của mình đó, thì mình cũng có thể là biết được chút chút đó, không? Tức là trong nội tâm của mình quý vị kiểm lại là hình như là có đủ hết những hạt giống đó. Bây giờ mình đi qua hết mà, đi qua hết các đường, cho nên nó còn chứa những cái hạt giống đó chưa sạch hết, tức là chưa có chứng A-la-hán, cho nên là chưa cái gọi là cái tàng thức của mình nó chưa có trống, phải không? Chưa có trống những cái chủng tử, thành ra tức là còn chứa đó. Cho nên quý vị thấy kiểm lại á, thì có lúc á thì tâm mình sao nó cao thượng, phải không? Nó vui cũng giống như cõi trời, phải không? Nó tức là nó thanh cao, vui giống như cõi trời. Nhưng mà có lúc á thì nó cũng đen tối như địa ngục, phải không? Có những lúc á trong nội tâm của mình đó, rồi có những lúc á thì nó như là cái thú tánh, tức là như là những cái thú tánh của con vật. Còn có lúc á thì như Atula, thấy không? Là có đủ hết là trong nội tâm mình đó, tức là những hạt giống đó nó còn động lại đó. Đó thì để biết là vậy, là coi như là để gọi là biết rằng như vậy là mình đã có đi qua đủ hết, không? Thì như vậy mỗi lần sanh tử là mỗi lần mình sẽ vùi sâu thêm một lớp mê, phải không? Mỗi lần như đó là mỗi lần cái này vùi sâu thêm một lớp mê như vậy đó, tức là cái mê cách ấm, không? Rồi mê tạo thêm nghiệp mới, phải không? Tức là qua một lần sanh tử về thì mình quên rồi cách ấm mê, đâu còn nhớ cái đời trước, không? Đó là chồng thêm lớp nữa. Mà chồng thêm lớp nữa là tức là gọi là cái nguồn gốc chân thật của mình đó, nó càng bị lấp thêm. Mới đầu thì nó còn mê còn mỏng mỏng, nhưng mà cứ chồng thêm mỗi lần cách ấm, mỗi lần cách ấm thì nó càng quên còn nhiều nữa, phải không? Thành ra rồi nghĩa là tạo thêm cái nghiệp mới nữa. Quý vị mà hôm nay là được cái duyên là gọi là tỉnh giác để mà phát tâm vào chùa đi tu rồi đó, không? Nhưng mà từ lúc còn nhỏ mà cho tới mình đi tu đó, thì quý vị có tạo thêm bao nhiêu nghiệp rồi, không? Bao nhiêu nghiệp mới rồi, không? Từ nhỏ mà tới đó đó, chứ đâu phải là thường, không? Thành ra rồi cái chồng như vậy đó mà quên hẳn cái gọi là cái mặt ngoài chân thật của mình, không? Gọi là cái gốc đó, gọi là cái mặt ngoài chân thật của chính mình đã quên mất, không? Gọi là không còn biết đâu là chính mình. Đó, như thấy đau không? Quên hẳn luôn, không còn biết đâu là chính mình hết, không? Cho nên bây giờ mà hỏi cái gì là mặt ngoài chân thật của chính mình thì gần như là đa số ngơ ngác, không biết, coi như đó là một cái gì xa lạ, coi như đó là cái chuyện quan đường. Thì quý vị thấy có đau đớn không?
Nhất là quý vị đi ra chợ, không? Hỏi là cái gì là mặt thật xưa nay của quý vị. Đó, thì những người ngoài chợ đó sẽ nói sao? Đó, quý vị đi ra chợ đó, thì hỏi cái gì là mặt mày xưa nay của quý vị, thì họ sẽ nói sao? À, họ sẽ nói là cái cô này điên rồi. Phải không? Hỏi cô này điên rồi. À, nói cái chuyện mà đâu đâu không, chuyện quan đường, phải không? À, thì quý vị thấy sao? Mặt mày chân thật của chính mình mà coi như cái chuyện xa lạ, phải không? Quên hẳn đi đâu, coi như đó gọi là quên hẳn đó, không còn nghĩa là tin tức gì hết. À, thì quý vị thấy nó có đau đớn chưa? Nó tìm kiếm gì đó thì quý vị mới thấy được mình nhờ có gọi là có được gặp gỡ Phật pháp đó, có học có tu đó, không? Thì cũng còn có biết được, không? Có tin được à, phần nào đó, nhưng mà cũng còn sao? Xa lạ. Thì thấy không? Cũng còn xa lạ. Rồi, thì thấy không? Biết tí biết tin gì đó, nhưng cũng còn xa lạ. Giống như nó còn ở đâu đâu á. Thì thấy không? Tuy nhiên kiểm lại á, thì trong cái vô lượng vô số chúng sanh mới làm đó, thì chúng ta lại có được cái duyên lành, duyên lành là gặp được Phật pháp đó, rồi cũng biết được một chút cái tin tức trở về này đó, cho nên đó cũng là một cái duyên lành hy hữu. Do đó mà trên đường học đạo, không, mình còn biết sao, biết tu hành, biết đi hỏi để mà tìm lại chính mình, không? Tức là như vậy, tức là đã biết được có sự mê lầm mất mình, không? Thì đó cũng là một cái tin tức tốt rồi đó, không? Tức là còn biết được mình có sự mê lầm mất mình, tức còn biết mất mình, phải không? Còn trong khi bao nhiêu người không biết gì hết, thì vậy đó là cái duyên lành gọi là hy hữu của mình đó, trong cái kiếp luân hồi. Nhưng mà bây giờ xét kỹ lại, mình đặt câu hỏi lại, thì để mới thấy được, không? Cái gọi là cái điên đảo, cái làm cái mâu thuẫn của mình. Đã là chính mình thì sẽ đi hỏi ai? Quý vị kiểm lại coi, đã là chính mình thì bây giờ đi hỏi ai? Chính mình không biết mà bây giờ phải đi hỏi ai? Chính mình mà đi qua người khác hỏi đâu, quý vị thấy không? Thí dụ như quý vị ở nhà mình, không? Ở nhà mình, không? Đồ đạc trong nhà mình không biết mà phải đi qua nhà người khác hỏi thì sao? Còn cái này là ngay chính mình nữa mà mình không biết, lại đi hỏi ai, rồi ai trả lời được cho mình? Cho nên đó là cái vấn đề lớn, là mỗi người cần phải sáng tỏ cái điểm này đó. Như trong nhà thiền có vị tăng hỏi thiền sư Mông Khê, hỏi việc bổn phận làm sao nhận rõ. Việc bổn phận tức là việc của chính mình, không? Việc bổn phận của chính mình mà đi hỏi người ta, bây giờ thấy không? Vậy, nhưng mà còn đi biết đi hỏi thì cũng còn tốt lắm. Tức là việc bổn phận làm sao nhận rõ. Thì thiền sư Mông Khê mới đáp: sao chẳng tự hỏi, sao chẳng tự hỏi? Việc là việc bổn phận của chính mình, không? Thì ai trả lời cho mình? Cho nên là ngài đáp là sao chẳng tự hỏi cho mình, không? Thì là việc của bổn phận chính mình thì ai đáp cho mình được đấy, không? Cho nên là phải mình đáp thì mới là chính xác nữa thôi, không? Còn thầy tổ đồ đó thì cũng chỉ gợi ý thôi, chứ làm sao đáp cho mình được? Việc của chính mình mà ai đáp cho chính mình, phải không? Rồi cũng như có vị tăng khác hỏi thiền sư Phước Khê, hỏi thế nào là tự kỷ? Tự kỷ đây hỏi thẳng luôn, tự kỷ tức là chính mình. Hỏi thế nào là chính mình? Quý vị thấy là trên đường học đạo mình là nhiều khi là cũng có trường hợp đó, không? Tức là chính mình và đi qua người khác hỏi thế nào là chính mình, thì phải thấy tức cười không?
Thí dụ như có ai đó đến quý vị hỏi thế nào là tôi, thì quý vị trả lời sao? Nào, thì ở đây thì thiền sư Phước Khê mới đáp: ông hỏi cái gì? Không có nói, không có trả lời ngay mà hỏi ngược lại, ông hỏi cái gì? Đó, thì như để ông là tự trả lời. Hỏi thế nào là chính mình? Chính mình mà đi hỏi ai nữa? Thì chính ông hỏi, ông đi hỏi đó, thì ngay cái đó thì ông là tỉnh trở lại là xong, không còn đi hỏi ai nữa. Khi mà ông hỏi thế nào là chính mình đó, thì ai hỏi? Phải không? Đó, thành ra chính mình không biết, phải đi qua người khác hỏi, đó, thì mới thấy rằng cái gọi là cái đau đớn của mình, không? Đó. Nhưng mà ở đây cũng do có học đạo, cho nên còn biết được có cái chỗ mất mình đó để mà đi hỏi, thì cái đó là cũng là cái tốt đó. Để rồi nhờ có hỏi vậy thì mới có được đánh thức cho mình nhớ lại, nào. Hoặc là thiền sư Văn Yển, tức là ngài Văn Môn đó, khi mà chưa ngộ đạo thì ngài đến gõ cửa tham vấn ngài Trần Tông Túc, không? Thì ngài Trần Tông Túc ngài hỏi ai, thì ngài Văn Yển ngài đáp là con. Ngài Trần Tông Túc hỏi làm gì, thì ngài thưa là việc mình chưa sáng, xin thầy chỉ dạy, cũng là chỉ dạy việc của mình. Tức là việc mình chưa sáng, giờ xin thầy chỉ dạy. Nào, quý vị thấy không? Thì ngài Trần Tông Túc ngài mở cửa, vừa trông thấy ngài đóng cửa lại, mà cứ như vậy là ba ngày liên tiếp vậy, không nói gì hết. Việc của ông mà báo mà nói gì sao đấy? Không, là cho nên là ngài chỉ phương tiện thôi. Ba ngày vậy mà cái vừa mở cửa thấy ra cái thì đóng cửa lại. Tới là ngày thứ ba thì ngài canh vừa mở thì chen vào đó. Chen vào thì ngài Trần Túc ngài mới đóng cửa sập trở lại, cái dập bằng chân luôn, dập bằng chân ngài Văn Yển luôn. Nhưng mà ngay khi dập bằng chân đau đó thì ngài lại tự ngộ, thấy không? Đó. Thì như vậy để cho thấy rằng cái đau đớn của mỗi người đó là cái việc chính mình mà mình chưa sáng được, rồi là phải đi đến người khác để mà thưa hỏi, để mà cầu chỉ dạy nhọc nhằn, không? Vậy mà có nhiều người còn chưa chịu tỉnh mà còn lại muốn vùi lấp chính mình thêm nữa, thì quý vị thấy sao? Vậy đó mà chưa chịu tỉnh còn muốn vùi lấp thêm thì mới thấy đáng thương. Cũng như là có vị tăng hỏi thiền sư Dung ở Quảng Lợi, hỏi là tự mình chẳng sáng thì thế nào được sáng? Tự mình chẳng sáng thế nào được sáng? Thì thiền sư Dung nó mới đáp là chẳng sáng. Hỏi làm sao được sáng, thì ngài nói là chẳng sáng. Thì ông tăng hỏi được vì sao mà chẳng sáng, thì ngài liền bảo chẳng nghe nói là việc chính mình ư? Ông chẳng nói việc chính mình ư? Việc chính mình đi hỏi ta thì biết là chẳng sáng rồi. cho nên rồi ngài mới nhắc mình lại là ông không nghe nói là việc chính mình ư? Chính mình thì phải quay lại chính mình thôi, còn đi hỏi ta là chẳng sáng rồi, chứ soi trở lại là phải tự mình sáng, chứ ai mà gọi là làm cho mình sáng được. Cho nên như vậy để cho thấy quả tan là cái gọi là quên mình thật là đau, nghe thấy không? Thật là một cái đau đớn là quên mình, là việc chính mình thì ai có thể mà sáng thai cho mình được, không? Ai có thể mà sáng thai cho mình việc chính mình? Như vậy thì xem kỹ coi, việc chính mình mà mình không biết, rồi còn coi như là cái gì xa lạ, rồi chạy phải nhọc nhằn đến người khác để hỏi. Nhưng mà có ai đó mà bảo mình là ngu quá thì sao? Nổi giận. Phải không? Nếu ai nói là ông ngu quá thì nổi giận. Nhưng mà có thật ngu không? Đó, bây giờ kiểm coi. Việc chính mình không sáng, chạy qua người khác để hỏi. Cho nên ở đây
Thì do chúng ta thì cũng còn có duyên lành đó, còn có học đạo, còn biết đi hỏi, thì như vậy tức là cũng còn có một chút tỉnh rồi. Còn mình nhìn ra còn biết bao nhiêu người không hề biết đến, không hề biết đến đó, chứ đừng nói đi hỏi, coi như hoàn toàn quên hẳn luôn, thì như thế thật có đáng thương chưa? Cho nên đây là một cái việc mà gọi là trọng yếu trong cuộc đời của chúng ta, chứ không phải là thường. Cho nên đây gọi là cũng gọi là một cái tiếng chuông hay là một cái hồi chuông để mà cảnh tỉnh cho tất cả đó, để mà thức tỉnh trở lại đó. Việc chính mình không biết mà lo biết cái gì, quý vị thấy không? Bây giờ lo biết cái này biết kia, biết tới trên sao quả, phải không? Biết tới trên sao quả, biết tới cơ trên cung trăng, nhưng mà việc chính mình thì không biết. Đó, quý vị thấy không? Vậy thì quý vị thấy có thực tế chưa? Biết chuyện đâu đâu không? Gọi là nếu mà nói theo trong trong thực tế chút qua thì tức là sao? Việc nhà không biết, việc nhà mình không biết mà việc việc của nhà người ta biết hết. Phải không? Việc nhà ta có là biết hết mà việc nhà mình không biết. Đây cũng vậy, việc chính mình không biết mà nó biết đủ thứ chuyện ở ngoài thế gian. Không? Nó thì bây giờ thấy là thiếu thực tế chưa? Cho nên ở đây thì mình phải soi trở lại. Bây giờ mình sống ở đây á, thì chính mình là cái gốc của sự sống, là chủ của sự sống. Quý vị thấy được điều đó chưa? Mình sống là chính mình là gốc, là chủ của sự sống, mà mình lại không biết mình thì sao? Cái gốc, cái chủ của sự sống mà mình không biết thì cả sự sống này là sao? Coi như cả sự sống này không có nghĩa gì hết, tức là một cuộc sống trống rỗng thôi. Mình là chủ mà không biết gì hết, thì giờ này sự sống là trống rỗng, có gì đâu. Cho nên dù cho có hiểu biết nhiều thứ đi nữa, hiểu biết đủ thứ, nhưng nếu nhìn theo con mắt gọi là con mắt trí tuệ đó, mà ở đây gọi là trí tuệ của nhà Phật đó, trong đạo á, thì cũng như không biết gì, chưa biết gì. Dù biết nhiều thứ nhưng cũng như chưa biết gì, thấy không? Bởi vì cái gốc của sự sống là mình chưa biết. Do đó mà giờ quý vị phải tự quán chiếu kỹ lại. Mỗi sáng quý vị thức dậy, rồi rửa mặt, súc miệng, uống trà, ăn cơm, làm việc, vân vân, mà không rõ ai thức dậy rửa mặt hết. Thấy không? Mỗi sáng đâu gì kiểm tra coi, không? Rồi ra sinh hoạt thì nói chuyện hoặc là cười vui với mọi người, nhưng mà cũng không rõ ai nói chuyện, ai cười vui đó. Thấy không? Rồi tối lên giường ngủ cũng không rõ ai lên giường ngủ luôn. Có gì thấy không? Cho nên như vậy thì cái sống này á, thì chúng ta sống sao? Sống như cái máy, phải không? Sống như cái máy vậy đó. Thức dậy không biết ai thức dậy, làm việc thôi, không biết làm việc rồi lên giường ngủ, không biết ai lên giường ngủ. Thì giống như sống như cái máy, không có hồn, là không có thực sống gì hết, phải không? Cho nên Phật dạy là thế gian sống trong đau khổ, trong hư vọng này á, sống nhưng mà không có thực sống gì hết thì coi như sống cũng như chết, không? Như vậy mà người ta cứ luôn luôn tôn quý, đề cao cái ta này quá đỗi, hiểu thấy không? Tôn quý nó, đề cao nó quá đỗi, thì đúng quả thực là toàn sống ở trong tưởng tượng, trong khái niệm thôi, phải không? Mình sống trong tưởng tượng, trong khái niệm, trong hư vọng thôi, chứ không có gì hết. Vì kiểm là cả một cuộc sống của mình đó, từ nhỏ tới lớn, rồi bao nhiêu người đó, đều là sống trong khái niệm, trong tưởng tượng, trong hư vọng thôi, chưa có sống được với cái thật gì hết, nghe không? Cho nên như vậy thì mọi thứ hiểu biết của chúng ta đây á,
mà mình có được hiểu biết thế này thế kia đó, dù cho cao siêu thế mấy đi nữa, nhưng mà đối với lẽ thật thì sao? Những cái mà hiểu biết mà mình gọi là hiểu biết, nghe không? Gọi là cao siêu đó, thì đối với Đạo Phật cũng gọi là tưởng tri thôi, nghe không? Nên đối với Phật, trí tuệ Phật thì thấy đó cũng là cái tưởng tri thôi, chứ chưa được gọi là thắng tri, chưa được gọi là tự tri, chưa gọi là cái thắng tri, mà cái tưởng tri thôi, cái biết mà thuộc ở trong tưởng thôi, chứ chưa phải là cái biết chân thật, chưa có được gọi là thắng tri. Mình phải là phát triển cho trí tuệ chân thật nó chính mình đó thì mới gọi là thắng tri được. Còn những cái biết mình là dù cho học hỏi, dù cho thông minh thế mấy nữa, mà ở trong cái là cái gọi là cái vọng tưởng thôi, cho nên đó gọi là tưởng tri thôi. Cho nên đây là chỗ mà chúng ta cần phải thức tỉnh trở lại đó. Nghĩa là chưa sáng tỏ được chính mình là gì đó, thì thôi khỏi phải hỏi nhiều chuyện khác. Đây là cái chuyện mới là quan trọng nhất trong cuộc đời. Cho nên quý vị nhớ không, đời tu của mình đó là cái này là cái trọng yếu đó. Thấy được cái điều đó thì quý vị mới cố gắng không, mới tiến tu. Cho nên xưa có thiền sư Hổ Quang, ngài tu hành rất là kỹ lưỡng, sống rất là đạm bạc, nhiều nơi thắng cảnh trong nước mà ngài cũng không có gọi là biết tới gì hết, lo tu thôi. Cho nên rồi có những vị tăng huynh đệ thấy vậy mới mời đi tham quan, tham quan chỗ này chỗ kia rồi cho biết. Thì thiền sư Hổ Quang đó, ngài mới nói rằng tôi còn chưa biết rõ chính tôi là gì thì rảnh ở đâu mà đi tham quan. Không biết đó, ngày xưa người ta tu kiểu đó đó, tức là tôi còn chưa rõ chính tôi là gì thì còn lo biết cái chuyện bên ngoài, vì thấy không, biết này biết kia rồi nhắm mắt rồi thì sao, không có đem đi được hết. Còn mình biết được chính mình rồi á thì nhắm mắt còn mới đem đi được. phải không cái đó mình còn đem đi được, còn cái kia nhắm mắt rồi thôi đâu có đem đi được vậy. Đó, nhưng mà người ta lại quan trọng cái kia hơn, như thấy không, mà ngay trong nhà chùa nhiều khi cũng quan trọng cái chuyện đó hơn cái chuyện này nữa, nào như thấy không, thành ra đó là cái lầm lẫn. Như vậy thì để thấy rằng cái mê lầm này đó là cái mê lầm nó quá lâu rồi, thấy không, của người ta, thấy không, mà như vậy thì mình bây giờ á là được cái chút duyên là biết được, thấy không, như vậy đó. Tuy là chưa hoàn toàn tỉnh hết nhưng mà cũng biết được vậy rồi thì không thể tiếp tục nữa, không là phải dứt phát để mà vươn lên để tự cứu mình ra khỏi cái lầm mê này. Đó là cái điều mà muốn nhắc cho tất cả đó. Cái thứ hai á là để thấy rằng hay là có niềm tin rằng cái khả năng giải thoát á là ở ngay chính mình chứ không phải đâu xa, mà tại sao là mình không có chịu khai thác lấy, không, cái khả năng đó là ở ngay chính mình, không phải chạy cầu ai khác, nhưng mà mình lại không nhận ra, bởi vì gọi là tất cả đều do tâm, gọi là nhất thiết duy tâm tạo, mà Phật dạy rất là rõ ràng, nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm hết, không có ngoài tâm mà riêng có, quý vị nhớ rồi đó. Thì như vậy thì không phải chạy cầu đâu khác hết, nơi mình có đủ khả năng hết. Nè, quý vị xét cho thấu trở lại coi, mình mê á là do đâu mà mê? Mê thì cũng do tâm mà mê chứ không ngoài, chứ đâu có gì không, cái đầu này đâu mê được, vì nhớ kỹ là cái đầu này đâu có mê được, phải không, rồi cái não này cũng không mê được, mà chính do tâm mê thôi, không, rồi giác cũng do tâm mà giác, không, mê do tâm mà mê, rồi giác cũng do tâm mà giác, không. Thì vậy là đâu có cái ngoài tâm mà riêng có được. Mà cái tự tánh của tâm á thì chính là tánh giác xưa nay, cái tâm mê của mình đó, cái tâm vọng tưởng của mình đó thì đó là cái tâm hư dối, còn cái tự tánh của tâm đó, không, tức là cái gốc chân thật đó, của nó đó thì đó là tánh giác xưa nay, thì mê là mê cái đó đó, không, vậy thì tất cả chúng sanh đều có đủ nó hết, không, đồng với chư Phật đâu có khác.
Như vậy thì mê là mê cái tánh giác này chứ không gì hết, không? Thì ngộ cũng ngộ tánh giác này thôi. À, thì đâu có ngoài ngoài mình. À, nhưng mà tại sao lại mình không chịu khai thác cái chỗ này nè? Như vậy để cho rõ, như vậy thì mê là cũng mê tánh giác này, ngộ cũng ngộ tánh giác này, nhưng mà tánh giác thì sao? À, thì nó chưa từng có mê ngộ, phải không? Vì thấy không? À, tánh giác này đâu có mê ngộ. Đó. Nếu mà tánh giác nó thật có mê thì sao? Thì nó mất tuốt lúc rồi. Nó mà thật có mê là nó mất tuốt rồi. Bởi vì quý vị nhớ ra không, trong cái dòng luân hồi sanh tử của mình đó, vô số vô lượng vô biên kiếp vậy trải qua này đó, thấy không? Mà nếu mà tánh giác mà nó có mê nữa thì coi như là như vậy nó tiêu đời nó rồi. Phải không? Nó thành cát bụi hết rồi. Nhưng mà sự thật thì mê ngộ đó nó cũng là không thật tánh, cho nên tánh giác vẫn không có nằm trong mê ngộ đó. Tại vậy tức là mê ngộ không làm nó thay đổi. Cho nên có vị tăng hỏi thiền sư thiền hội ở Giáp Sơn, hỏi là từ trước có lập ý tổ và ý kinh thì vì sao độ rề hòa thượng nói là không, đúng không? Tức là thiền sư thiền hội thì ngày bây giờ ngài thường nói ngài chỉ thẳng đó, đúng không? Thì ngài thiền hội ngài đáp là 3 năm chẳng ăn cơm thì trước mắt không có người đói, đúng không? Tức là 3 năm chẳng ăn cơm trước mắt không người đói, có đói, đúng không? Thì mới ăn cơm, còn không đói thì sao? Tức là thức ăn ngon là đâu cần đối với người no bụng, đúng không? Thành ra như vậy thì gọi là nói kinh đó, ý kinh ý tổ rồi nói kinh đó, nói kinh nói luận đó thì cũng đó là vì người mê thôi, phải không? Thì ông tăng hỏi thêm, đã không người đói tại sao con chẳng ngộ? Nếu không người đói tại sao con chẳng ngộ đấy, không? Thì thiền sư thiền hội mới đáp là chỉ vì cái mê ngộ nó đuổi xà lê. Chỉ vì ông bị cái mê ngộ nó đuổi, do đó mà sư mới nói bài tụng là rõ ràng không pháp ngộ, pháp ngộ đuổi người mê, duỗi thẳng hai chân ngủ, không ngụy cũng không chân. Đó, thì như vậy để cho thấy rằng không, vì mê cho nên là bị cũng làm theo cái mê cái ngộ đó, người đời nó dẫn nó đuổi, thành ra cái chạy lăng xăng hoài. Mình bây giờ khéo đừng có để bị cái ý niệm mê ngộ này làm chướng ngại. Tức là sao? Thường thường mình nghĩ rằng ta là chúng sanh mê lầm không có ngộ, cho nên là phải đi cầu ngộ, phải không? Nghĩ mình là chúng sanh mê lầm không có ngộ, cho nên bây giờ phải chạy đi cầu ngộ. Nhưng mà ngộ nó không có đâu khác để cho mình cầu, phải không? Mê cũng không có ai đem đến cho mình, nó không có tánh ngăn cản, nó không cho mình ngộ. Mình nhớ kỹ không? Mê nó không phải là nó ngăn cản không cho mình ngộ, không? Chỉ là do mình làm thôi, không? Thành ra cái mê ngộ nó không có thực, không có gọi là không có thực tánh, không? Cho nên trong kinh Viên Giác Phật dạy này thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay vọng tưởng chấp có ngã nhân chúng sanh thọ mạng, nhận bốn thứ điên đảo làm ngã thể thật. Do đây liền sanh hai cảnh yêu ghét, rồi ở nơi cái thể hư vọng đó mới thêm một lớp chấp hư vọng nữa, hai cái vọng nương nhau mà sinh ra cái vọng nghiệp đạo. Rồi vì có cái vọng nghiệp nên mới vọng thấy có lưu chuyển, rồi người mà chán sự lưu chuyển thì lại vọng thấy có niết bàn. Do đây mà chẳng thể vào được tánh giác thanh tịnh, chứ chẳng phải là tánh giác nó chống cản không cho mọi người vào. Còn có những người vào được thì cũng chẳng phải là tánh giác nó cho vào. Thế nên động niệm và dừng niệm đều thuộc về mê muội. Thì quý vị mới thấy cái lỗi là do mình là vọng chấp thôi, tức là vọng chấp cái ngã nhân chúng sanh thọ mạng này, hay nói gọn lại là chấp cái ngã này. Tuy nói bốn tướng đó
bốn tướng là chia ra nó có thô có tế thôi, nhưng mà chung lại là cái ngã cái gì đó, do cái chấp ngã này, tức là chấp cái ngã hư dối này, cho nên gọi là điên đảo. Bởi vì chấp cái ngã này cho nên là mới sanh ra hai cảnh yêu ghét. À, thuận nó thì yêu, nghịch nó thì ghét, thấy không? Đó, thành ra là làm theo nó. Rồi sao? Rồi gọi là ở trên cái thể hư vọng đó là thêm lớp hư vọng nữa, tức là yêu ghét rồi thì trên cái yêu ghét đó, không? Rồi tạo nghiệp, cho nên gọi là sinh ra cái vọng nghiệp đảo, thấy không? Đã có cái vọng nghiệp rồi thì phải chịu vọng lưu chuyển, tức là theo nghiệp mà lưu chuyển, thấy không? Là tạo nghiệp lành thì đi theo đường lành, tạo nghiệp dữ thì đi theo đường dữ, thấy không? Là do người mà chán sự lưu chuyển thì vọng thấy nước bàn, cầu nước bàn, thấy không? À, cho nên đây gọi là do đây mà chẳng thể vào được tánh giác thanh tịnh, thấy không? Chứ không phải là tánh giác nó chống cản, nó ngăn, nó không cho mọi người vào, chỉ do mình mê thôi, tức là mê vọng chấp đó, thấy không? Còn người vào được cũng không phải do tánh giác nó thương người này cho vào, thấy không? Đó, à, thành ra chỉ do là mình lầm theo cái ngã này, rồi theo đó mà yêu ghét, rồi tạo nghiệp, rồi thành ra phải lưu chuyển, thấy không? Rồi người chán sự lưu chuyển lại cầu niết bàn, giống như niết bàn là bên ngoài, thành ra quên mất cái gốc chân thật của chính mình đó, thấy không? Cho nên người khéo thì ngay đó mình sáng tỏ trở lại đó, thấy không? Thì thấy được đường về thôi. Cho nên gọi là mê ngộ đều không có thật thể, thấy không? À, mà tin chắc rằng cái tánh giác sáng suốt xưa nay đó là ngay chính mình thôi, chứ nó cũng chưa từng có mê ngộ, thì tức là nó vượt ngoài mê ngộ, không? Tánh giác đó không thuộc về mê ngộ, không phải mê mà nó thành mất hay nó thành bớt, cũng không phải ngộ mà nó thành thêm hay thành có, không phải mê nó thành mất rồi ngộ thành có, phải không? Nếu mà ngộ mà thành có thì nó mới có, mới có thì nó thành ra cái sanh diệt rồi. Và vì thấy cho nên đó là cái chỗ mình phải thấy cho nó đúng trở lại, tức là tánh giác là ngay được tự tâm của mình thôi, tâm là biết, không biết, cho nên chính nó là nó giác. Nhưng mà cái biết của mình bây giờ là mình sống theo gọi là cái biết hư dối, cho nên gọi là biết, nói theo danh từ trong đạo gọi là cái biết của thức, không? Cho nên là biết hơn tua, biết phải quấy, không? Rồi biết yêu ghét, biết gọi là được mất thế này thế kia, đủ thứ đó. Cho nên cái biết đó gọi là cái biết hư dối, không? Còn cái biết giác đó, không? Là cái biết chưa từng sinh diệt, không? Thì cái đó là cái mà mình phải khéo để mà nhớ trở về chỗ đó thôi. Như vậy là ở ngay tự tâm mình là có đủ cái khả năng đó mình nhận ra hết, chứ không phải tìm ở đâu xa. Nhưng mà do mình chỉ lầm, cho nên thiền sư Thanh Liễu có lần ngài thượng đường, ngài bảo trong đại chúng, ngài nói rằng chỗ chỗ tìm chẳng được, chỉ có một chỗ là chẳng tìm tự được. Tức là chỗ chỗ là mỗi nơi không? Tìm chẳng được, nhưng mà có một chỗ là chẳng tìm tự được, hãy nói là chỗ nào, không? Đó. Thì ngài im lặng như lâu, ngài bảo rằng thân giặc đã bài rồi. Đó, không? Đó. Người ta cứ lo đi tìm chỗ này chỗ kia tìm nhưng mà tìm chẳng được, không? Hư dối thôi. Còn chỉ có một chỗ chẳng tìm mà cũng tự được, tại sao ta không chịu tìm, không tìm mà cũng tự được thôi, còn người lo tìm mà không thấy được, tức là những cái hư vọng thì tìm đâu có được cái gì. Nhưng mà cái chỗ mà chẳng tìm mà tự được là chỗ nào? Thì ngài im lặng vậy lâu, sau đó ngài bảo rằng vậy là thân giặc đã bài rồi. Ngài cho im lặng vậy lâu đó, thấy không? Đó là trở về với chính mình, khỏi phải tìm đâu xa hết, thấy không? Hoặc là như là ngài Thanh Nhuệ khi mà đến với ngài Tào Sơn thì liền thưa là con nghèo cùng, xin thầy cứu giúp cho. Thì giống như mình đây, không nghèo, không bao giờ lo đi cầu, phải không? Thì Tào Sơn ngài bảo
Xà Lợi Nhuệ đến gần đây. Thì Thanh Nhuệ liền đi đến gần. Thì ngài Tào Sơn liền bảo cái kẻ nhà nghèo ở Tiền Châu đã uống xong ba chén rượu mà vẫn còn nói chưa dính môi. Ông đó ông nghèo, ông nghèo tức là ông thiếu thốn, phải không? Nhưng mà kêu ông lại đây thì ông biết đi lại đây thì ông có nghèo đâu, đủ đó, phải không? Mất mát ở đâu, đâu có mất mát gì đâu, phải không? Đó, rõ ràng đủ sáng, phải không? Cho nên ngài bảo rằng đã uống xong ba chén rượu rồi mà còn nói chưa dính môi là nó dối, phải không? Đó, đó, thì đó là tưởng đâu là mình nghèo thiếu, đến người cầu cứu giúp. Nhưng mà với thiền sư á, thì các ngài thấy rõ là nơi mọi người có đủ hết, không thiếu gì hết, thấy không? Cho nên không cần cứu giúp gì hết, mà chỉ đánh thức cho người nhớ tỉnh trở lại xong. Nè, bổn phận của bậc thiền sư là chỉ là vậy thôi, chứ không có cho gì khác, thấy không? À, chỉ là đánh thức cho người tự nhớ trở lại, à, tự nhớ là lấy ra dùng rồi xong. À, cho nên rõ được những chuyện này thì quý vị thấy đọc trong sách thiền là mình có sự cảm rất là sâu xa, rất là thấm thía. Còn không thì mình thấy giống như là những câu chuyện thần chú, đọc thần chú, phải không? À, cũng như là thiền sư Tùng Thẩm, tức là ngài Triều Châu đó, lúc mà ở chỗ ngài Nam Tuyền, ngài làm lô đầu làm bếp chùm lửa rồi, phải không? À, thì hôm đó đại chúng cùng chung lửa rau, lửa rau nhà bếp, phải không? Sư ở trong tăng đường mới la lên là cứu lửa, cứu lửa. Hôm đó là bỗng là mọi người đang làm bếp, lửa rau trong bếp đó, cái đại sư ở trong tăng đường la lớn là cứu lửa, cứu lửa. Đại chúng nghe vậy tưởng đâu là cháy tăng đường, mới chạy đến tăng đường. Đại sư đóng cửa tăng đường lại, không cho vào. À, thì đại chúng đứng ngoài không biết ra làm gì, cũng không đáp được, không biết đáp sao. Thì ngày Nam Tiền ngày đến, ngày ném cái chìa khóa qua cửa sổ vào bên trong, thì ngay đó thì ngài đại sư liền mở cửa. Đó là thầy trò hiểu nhau. Còn trong đại chúng mà tới ngơ ngác không biết làm gì, à, thì đó chính là cái ý nghĩa ở đây đó. Mình kêu cứu, mình mê, mình khổ, mình kêu cứu, nhưng mà ai cứu cho mình được đây? À, phải không? Cho nên ngài Nam Tiền ngài chỉ cần ném chìa khóa vô cho ông thôi thì ông tự mở rồi, phải không? Đó, vì thấy được ý đó. Đó là thầy trò hiểu nhau đó, phải không? Nghĩa là thầy là chỉ là phương tiện thôi, giúp cho mình thôi, cho nên ném chìa khóa cho ông, nhưng mà ông phải tự mở, phải không? Là xong. Nà, chứ còn ông ngồi đó ông la cầu cứu không ai cứu ông được hết, phải không? Nà, mình mê ai mà cứu cái mê cho mình được đấy. Nà, cho nên đó là cái điểm mà quý vị ta hãy thấy trở lại cái điểm đó, phải không? À, cho nên cũng như thiền sư Lâm Tế ngài dạy là chỉ hay dừng niệm chớ còn tìm kiếm bên ngoài, không? Thì vật đến liền soi sáng. Dừng niệm chớ còn tìm kiếm ngoài, khỏi phải chạy tìm ngoài, thì vật đến liền soi sáng thôi. À, các ông chỉ tin cái dụng ngay hiện nay, cũng không có một việc gì khác. Ngay một tâm niệm của ông sanh khởi ba cõi và theo duyên mà bị cảnh chia làm sáu trần, chứ không gì khác. Ngay một tâm niệm của mình là sanh khởi ba cõi, chứ không phải tìm ba cõi đâu xa. Rồi theo đó, tức là theo duyên, nó bị cảnh nó chia làm sáu trần, cũng ngay một niệm này ra. À, cho nên vậy là ngay một niệm đó mà nếu mình soi trở lại sáng thì nó là xong, là vượt qua ba cõi, vượt khỏi sáu trần, không? À, ngay chỗ ông ứng dụng đây, thiếu thốn cái gì? À, trong khoảng sát na liền vào tịnh, vào quế, vào lầu gác di lạc, vào cõi nước tam nhãn, dạo đi khắp nơi chỉ thấy là cái tên rỗng thôi. À, cho nên ngay niệm này mình soi trở lại là xong, không? À, thì đó là để cho tất cả hiểu, không? Rồi mình luôn thường để mà soi sáng trở lại chính mình đó, để cho thấy được, sáng được cái lẽ thật này, thì đó mới là cái trọng yếu trên cuộc đời này, không? Rồi cái điểm thứ ba là muốn nhắc cho tất cả để mà bớt buông lung. Tức là hãy nhớ rằng tất cả thế gian này đều không có gì có thể nương tựa. À, nhớ kỹ cái điều đó.
Nghĩa là tất cả thế gian này là điều không có gì có thể nương tựa. Thì có còn gì nữa để cho mình tham luyến, để mình đeo đuổi. Quý vị nhớ rõ, tất cả thế gian này đó là pháp gì? Theo Phật dạy là pháp gì? Nó là pháp gì? Đều là pháp hữu vi hết. Tất cả thế gian này đều là pháp hữu vi hết. Mà pháp hữu vi tức là pháp sanh diệt. Phải không? Tất cả trong thế gian này đó, cái gì nằm trong nó đều nó thuộc về pháp hữu vi hết. Mà là pháp hữu vi á, thì tức là thuộc về sanh diệt. Tức là hữu vi nó có mấy tướng: sanh, trụ, dị, diệt. Hoặc là thành, trụ, hoại, không. Phải không đó? Thì pháp vi đều nằm trong đó hết. Tức là nói gọn lại là đều nằm trong sanh diệt hết. Vậy tức là nó thuộc về cái pháp vô thường, hoại diệt. Thì vậy là không có gì có thể nương tựa được. Thấy không? Mà tất cả thế gian này không có cái gì có thể nương tựa được hết. Như vậy mà bám vào trong đây đó là mình sẽ chịu thất vọng đó. Đúng không? Tức là làm gì làm rồi thì sẽ bị phá sản. Mình nhớ kỹ vậy đó. Bám vào trong này rồi sẽ bị phá sản. Đúng không? Mà nói trong nhà thiền gọi là mất tiền mà tạo tội. Phải bị mất tiền mà còn tạo tội. Đúng không? Đúng không? Mình bám vào trong này có được gì đâu. Nghe thấy không? Bám vào thế gian này cầu được cái này thì được, cầu danh, cầu lợi. Nhưng mà rốt cuộc thì sao? Được cái gì? Chết rồi thì được cái gì đem gì theo? Đúng là mất tiền. Phải không? Nhưng mà để tạo tội, mang cái nghiệp đó qua đời sau chịu khổ. Thấy đau chưa? Tức là thêm khổ đau chứ không có lợi. Mà nếu bám vào trong đây đó là mình tự chôn vùi cái tánh linh của chính mình. Thấy không? Tôi chôn vùi cái tánh linh của chính mình, cái đó mới là cái đau đớn. Không có được, không có được gì hết mà lại mất mình. Tức là bị bao nhiêu cái thứ trần cảnh trước mắt ra đã lôi đi, lấp vùi lấp trong cái vô minh đó. Thì rốt cuộc rồi á, chỉ là gọi là giơ tay bắt bóng thôi, giống vậy. Quý vị mà đeo đuổi trong thế gian này á, rốt cuộc rồi thì cũng giơ tay bắt bóng, không được gì hết. Lăn xăng cả cuộc đời, không nhọc nhằn, rồi rốt cuộc rồi giơ tay bắt bóng thôi, không có được gì hết. Nhưng mà người ta cứ sao, cứ chụp bắt mãi, không là giơ tay bắt bóng, nhưng người ta cứ chụp bắt mãi, nhọc nhằn. Cho nên đây là điểm mà mỗi người phải xét kỹ lại đó, để mà không có làm. Giúp cuộc gì không được gì hết, thấy không? Chỉ có được một cái á, thì quý vị biết được cái gì không? Ai nói được là hay đó. Đúng rồi đó, được cái vọng nghiệp thôi. Chỉ được là được cái vọng nghiệp thôi chứ không gì hết. Được cái vọng nghiệp rồi vọng theo đó mà lưu chuyển chứ không có gì hết. Vậy thì cuộc sống ở thế gian này đó chỉ là như thế. Thì có cái gì để mà cho chúng ta phải chìm đắm, phải say sưa trong đó mà không phải lo tự cứu mình để mà ra khỏi. Cho nên đó là cái điểm muốn nhắc cho tất cả đó. Cho nên ở trong kinh gọi là kinh Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo thì Phật có dạy là tất cả các pháp đều từ vọng tưởng sanh. Nào quý vị nên nhớ, tất cả các pháp đều từ vọng tưởng sanh, nương vào vọng tâm làm gốc. Nào quý vị nhớ cái điều này thì để mà khỏi phải mê lầm. Thấy không? Tất cả các pháp là nói chung hết. Thấy không? Nói chung hết là tất cả thế gian này đó, thấy không? Đều từ vọng tưởng sanh, rồi nương vào vọng tâm làm gốc. Cái gốc nó là nương vào vọng tâm thôi. Vậy là tức là sao? Toàn là vọng hết. Vậy thì chúng ta sống với nhau ở đây là sống với nhau bằng cái gì? Quý vị kiểm ra coi, tất cả chúng ta sống với nhau ở đây là sống bằng cái gì? Bằng cái vọng hết. Đem cái hư vọng mà sống với nhau thôi. Nghe thấy không? Sống nhau là toàn sống bằng cái hư vọng hết, tức là đem cái hư vọng rồi sống với nhau chứ không có gì hết. Vì thấy buồn chưa?
Nói này nói kia rồi nói thương yêu rồi thế này thế kia đều là trong cái hư vọng hết, đem cái hư vọng mà sống với nhau thôi. Chính vì đem cái hư vọng sống với nhau đó cho nên mới sanh đủ thứ chuyện, rắc rối trên đời. Chứ còn nếu mà đem cái thật mà sống với nhau thì hết còn phải nói. Rồi cho nên mới thấy được cái điều đó. Cho nên đây phải nhớ đó, tất cả các pháp đều từ vọng tưởng sanh, nương vào vọng tâm làm gốc. Nhưng vọng tâm này không có tự tướng, tức là không có thật, cũng nương nhờ cảnh giới mà có. Vọng tâm nó không phải tự có mà nương vào cảnh giới mà có, tức là như là duyên, có duyên thì nó mới khởi, cho nên nó nương vào duyên mà có. Gọi là tâm là vì duyên niệm giác chi cảnh giới ở trước, tức là nó nương theo duyên mà có thôi. Lại nữa, vọng tâm này với cảnh giới hiện tiền dù nương nhau cùng khởi, không có trước sau, song vọng tâm này vốn là chủ của tất cả cảnh giới. Nó tuy nó vọng nó không có thật nhưng mà nó là chủ của tất cả cảnh giới. Rồi quý vị thấy không? Vì sao? Vì nương vào vọng tâm không rõ thấu được pháp giới nhất tướng nên nói tâm có vô minh. Tức là cái vọng tâm này nương vào nó mà không có thấu được cái gốc chân thật, cho nên nó tâm nó có vô minh này vậy đó. Mới mở vì nương vào sức của vô minh làm nhân nên hiện ra cảnh giới hư vọng. Không, vô minh mới mở lấy nó làm nhân cho nên là hiện ra cảnh giới thì cũng vọng luôn. Vì cũng nương vào vô minh diệt cho nên tất cả cảnh giới đều diệt. Vậy vô minh diệt ra thì các cảnh giới thì cũng diệt hết. Cho nên mình giác thì tất cả đều vượt qua hết. Nó không có thực tướng, không có thực tánh. Dù cho nghĩa là trùng duyên khởi, nhưng mà nó đều không có thực tánh. Cho nên mình giác ấy thì vô minh hết thì giải thoát hết tất cả. Không có gì chướng ngại hết. Như vậy thì để thấy rằng gì, thì cả cuộc sống này là một cuộc sống bằng vọng tâm thôi chứ không gì hết. Đều là sống bằng vọng tâm với nhau hết, đem vọng tâm mà sống với nhau. Bây giờ kiểm coi có ai mà đem cái tâm chân thật mà sống với nhau chưa, thấy thì nói gì đem. Bây giờ tuy là nghe thì biết có vậy thôi chứ còn nó còn đâu đâu á, phải không? Chưa bao giờ mà thấy nó mặt nữa thì làm sao mà đem với nó sống với nhau được. Mà không đem nó sống với nhau thì tức là đem cái hư vọng sống với nhau thôi, toàn sống trong hư vọng hết. Vậy mà tự hào thế này thế kia, thấy không? Cho nên là quán kỹ vậy đó mới thấy được cái lầm mê của mình. Cho nên khéo thì bây giờ phải biết để cùng gọi là hỷ xả với nhau để mà cùng vươn lên trong cái chân thật mới là đáng quý. Đó là gọi là đã gọi là cùng sống ở trong cái hư vọng với nhau mà còn chấp thế này thế kia để thành ngăn cách, để thành khổ đau với nhau đó thì gọi là gì? Ai mà can đảm nói coi. Đó, thì đó là tự quý vị nói thôi. Cho nên đây thì nhắc ngài Lâm Tế, ngài có một đoạn ngài cũng cảnh tỉnh cho trong chúng. Ngài nói rằng đại đức, ba cõi không yên như trong nhà lửa, đây không phải là chỗ các ông dừng ở lâu. Quỷ vô thường giết người trong chớp mắt, chẳng lựa người sang kẻ hèn, người già kẻ trẻ. Các ông muốn cùng Phật tổ chẳng khác, thì chỉ chớ có tìm kiếm bên ngoài. Trên một tâm niệm thanh tịnh sáng suốt của ông là ngôi nhà Phật Pháp Thân của ông. Trên một tâm niệm vô phân biệt sáng suốt của ông là ngôi nhà Phật Báo Thân của ông. Trên một tâm niệm vô sai biệt sáng suốt là ngôi nhà Phật Quá Thân của ông. Chỉ không tìm kiếm bên ngoài liền có công dụng này. Đây là ngài Lâm Tế, ngài coi như chân tình mà gọi là nhắc nhở
cho trong chúng của Ngài lúc đó đó, nhưng mà bây giờ là cũng cho mình ngày nay đó, là ba cõi không yên giống như nhà lửa. Đây là dẫn trong Kinh Pháp Hoa nha. Cả ba cõi tức là tam giới nha, đều là không có chỗ nào là chỗ yên ổn để cho mình ở trong đó, giống như trong nhà lửa, tức là đều nằm trong vô thường hết, tức là đều là thuộc về pháp hữu vi, đều là pháp bại hoại, cho nên đều là giống như trong nhà lửa. Thì vậy là cả tam giới này không có chỗ nào để cho mình gọi là ở yên hết, cho nên đây không phải là chỗ các ông dừng ở lâu. Nào quý vị nhớ, đây cả trong tam giới đó không phải là chỗ cho mình dừng ở lâu, chứ đừng có nói là có người này thôi. Dù có trời nữa cũng không phải là chỗ mình là dừng ở lâu nữa. Thì vậy là có cái gì để cho mình tham luyến trong này. Nào quý vị quán cho nó thấu chỗ đó. Cho nên là quỷ vô thường giết người đó, trong phẳng chớp mắt chẳng lựa người sang cái hàng, người già cái trẻ, thấy không? Tức là ai không có bảo đảm. Đừng nghĩ rằng mình còn trẻ còn sống lâu, thấy không? Cho nên già trẻ gì quỷ vô thường nó không có gọi là lựa chọn hết. Cho nên nhớ về đó thì mình phải lo để mà tiến tu cho nó thực, có được cái bước sáng suốt trở về. Cho nên Ngài mới nhắc quan trọng cũng là trở về chính mình. Cho nên muốn cùng Phật tổ chân khác đó, thì chớ có tìm kiếm bên ngoài. Ngay nơi tâm niệm của mình đây đầy đủ hết. Tâm niệm mà sáng suốt thanh tịnh đó là Phật Pháp Thánh. Còn tâm niệm mà gọi là vô phân biệt sáng suốt thì đó là Phật Báo Thân, ngôi nhà Phật Báo Thân, đủ hết, đâu có thiếu gì. Ba thân Phật là ngay tâm niệm mình đủ hết, khỏi phải tìm đâu xa. Cho nên đó là cái điểm mà muốn là cảnh tỉnh, muốn nhắc nhở để cho tất cả phải thấy được, để mà tỉnh, để mà trở về, để mà lo tiến tu đó. Nhớ không, đây gọi là không phải là chỗ cho mình dừng ở lâu. Đừng có tham biến, đừng có nghĩ rằng mình còn trẻ thôi là cũng để hưởng vui rồi thoải mái thời gian hả, rồi hả tu. Đó là, cái đó là cái lầm mê, gọi là cái đó cũng gọi là cái tà kiến đó, gọi là theo cái kiến chấp gọi là thường kiến, đoạn thường đó. Mà phải thấy là thế gian nó là pháp mỏng manh, nó là pháp bại hoại, không có cái chỗ nào để cho mình bám hết, không có thể nương tựa được hết. Làm sao để mà phải dứt pháp để mà vượt ra thôi. Như vậy thì để mà tóm kết lại cho tất cả nhớ là chúng ta đã lầm đi trong sanh tử luân hồi này quá lâu rồi. Thấy không? Nhớ rồi đó, không? Mình đi trong cái sanh tử luân hồi này quá lâu rồi, thấy không? Tới bây giờ là coi như là đủ rồi. Quý vị nhớ không? Đủ, coi như quá đủ rồi, chứ không có gọi là còn thiếu sót cái gì nữa để mà gọi là ngó lại. Quý vị nhớ không? Không còn thiếu sót gì để mình ngó lại, coi quá đủ rồi. Quý vị thấy đủ chưa? Coi như là trong dòng luân hồi đó mình tới đây coi như thấy quá đủ rồi. Nhớ vậy đó, không? Không có gì thiệt thòi cho mình nữa đâu. Coi như sáu đường mình đi đủ hết rồi. Để còn gì nữa. Như vậy thì mình đã chôn vùi chính mình trong cái pháp hư dối này từ vô thủy kiếp đến nay đó, gọi là toàn sống trong hư dối, trong cái gọi là vọng thôi. Như vậy mà còn chưa chịu tỉnh hay sao? Nghĩa là từ vô thủy kiếp đến giờ đó mình là sống trong cái hư vọng không ạ? Bây giờ mà còn chưa tỉnh nữa hay sao? Trong khi đó, đó là chúng ta mỗi người đều có của báo vô giá, thấy không? Có của báo vô giá, tức là có cái nguồn gốc chân thật không thể nghĩ bàn mà lại không tự dùng được, thấy không? Rồi lại sống với cái hư vọng mong manh, chợt còn chợt mất, không có bảo đảm gì hết, mà lấy đó làm vui thì sao? Rồi lại còn lo sợ nữa, tức là có của báo mà không dùng được, thấy không? Rồi lại dùng cái gì?
dùng ngói gạch cát đá, phải không? Rồi lo sợ, sợ nó mất, phải không? Nó sợ nó mất, sợ nó bị thiệt thòi, sợ nó gọi là sợ ta hơn nó, phải không? Rồi sợ nó bệnh, rồi đủ thứ hết, đủ thứ sợ hết. Như thấy không? Người ta sống thế gian đó đủ thứ sợ hết. Chính vì đủ thứ sợ rồi phải sao nữa? Phải mua bảo hiểm cho nó, phải không? Phải bảo hiểm cho nó. Nhưng mà dù mua bảo hiểm cho nó rồi thì cũng không bảo đảm chắc chắn. À, cho nên đó là cái lầm mê của người ta. Còn mình bây giờ được cái ưu điểm á, là được gặp Phật Pháp, cho nên cũng biết được những cái điều đó. Cho nên bây giờ là phải thức tỉnh trở lại để tự cứu mình. À, không ai cứu mình bằng chính mình. Đó, bây giờ nhớ, thấy không? À, không thể bước theo con đường đó đi mãi như vậy. Thấy không? À, nhất là khi mà chúng ta đã biết được có con đường ra này rồi. Thấy không? Bây giờ tức là đường này là đường ra nè. Mà không chịu đi nữa, còn chần chờ gì nữa. Đó. Gọi là còn muốn gọi là cởi ngựa xem qua. Phải không? Đó, phải không? Còn muốn cởi ngựa xem qua. Đó, thì như vậy đó là tự mình phụ bạc mình. Đó. Cho nên gọi là đừng có để cái vô minh này nó gạt mình nữa. Vì nhớ gọi là cái tập khí vô minh. Đây gọi là tập khí vô minh thôi, tức là cái thói quen thôi chứ không gì hết. À, là cái thói quen vô minh đó thôi, nó lâu đời quá thành ra quen rồi, nhưng mà bây giờ mình phải chuyển lại đó, chứ không để cho nó gạt mình nữa. À, chứ là phải dứt phát tiến lên, gọi là cái chìa khóa giải thoát đó nó đang nằm trong tay của mình chứ đâu hết. À, chìa khóa giải thoát là đang nằm trong tay của mình chứ không có đâu xa hết. À, khỏi phải tìm đâu xa, soi lại là có đủ hết. Cho nên như kinh Duyên Giác đó nói rõ đó, không phải là tánh giác nó cấm cản không cho người ta vào, hiểu không? Không phải tánh giác nó cấm cản nó không cho người ta vào, thì vậy thì mình còn nghi ngại gì nữa? Đâu phải đổ thừa là tôi muốn vào và tánh giác nó không cho vào, phải không? Hoặc là tánh giác nó thương người này cho vào, nó ghét người kia không cho vào, mà sao? Là chỉ vì mình không chịu nhận nó thôi. Không chịu nhận nó là nhận cái ngã hư dối này nè, ngã hư dối này, điên đảo này, rồi sanh điêu ghét ở trên đó mà vọng tạo cái nghiệp đạo, rồi phải đành chịu cho lăn trong sanh tử luân hồi, rồi quên mất cái mặt mày xưa nay của chính mình. Đó là cái đáng thương của mình. Nó là cái hư dối thôi, nói rõ thì nó là cái thay thúi thôi. Thấy không? Cái hư vọng thôi, đâu có gì đâu. Mà tại sao mà mình bị nó gạt? Đi kiểm coi. Chỉ là cái thay thúi thôi. Tắt thở cái thì quý vị thấy là sao? Là không dám để trong nhà. Mà tại sao mình đã bị nó gạt? Thấy đau chưa? À, cho nên nhiều lúc tôi quán, ngồi quán, có bữa ngồi thiền đó, quán lại mới thấy đúng là tự mình vỡ mình. Đây là tự mình vỡ mình, đây tôi không dám nói quý vị. Tức là tự mình vỡ mình. Thấy tại sao mình quá ngu vậy? Đúng là nó là cái thầy thú chứ có gì đâu, rõ ràng. Làm rồi nó là cái đồ quăng bỏ thôi. Mà tại sao mình bị nó gạt? Biết rồi mà cũng vẫn bị nó gạt. Đau chưa? Cho nên nhiều cái từ vỡ sao mà quá ngu vậy, gọi là ngu mà đại ngu nữa, nhưng phải quá ngu nữa. Rồi có lúc mà tôi còn thấy không phải đại ngu nữa mà đại ngu luôn. Đúng là mình tự vỡ mình, mà đúng là mình có vỡ mình rồi mình mới có tỉnh. Mà quý vị thấy có ai dám vỡ mình chưa? Tức là nói ngu ngu ra còn nhẹ. Đúng là đại ngu, mà đại ngu nữa, phải không? Đó. Cái chuyện nó sờ sờ trước mắt chứ đâu có dấu giếm gì đó, mà rồi mình cứ bị gạt hoài, tức chưa?
Cho nên đó là cái điểm mà muốn nhắc cho tất cả đó, để rồi mình phải khéo. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì sao, kiểm lại thì tất cả nó chỉ là một chiêu vọng thôi, giống vậy, chỉ là chiêu vọng thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà nếu khéo ngộ trở lại thì ngay vọng tức chơn, như thế nào, ngay cái vọng ra tức chơn, chứ không phải ngoài cái vọng có chân nào khác nữa. Đó. Vậy tức là quê nhà cũng sẵn đây chứ không có đâu xa, cho nên nói trở về chứ không có trở về đâu hết, như thế nào. Ngay cái tâm mà vọng đó thì cũng ngay đó là cái thể chơn, nó nằm đó chứ không đâu xa hết. Nè. Cho nên nếu mình soi trở lại đó, cho nên là như ngày Thanh Nhễ đó, không? Đến ngày Tàu Sơn đó, nó là con nghèo cùng xin thầy cứu giúp, thì ngày Tàu Sơn ngày bảo lại đây, thì ông Diệu Lợi thì ngày nói là kẻ nghèo ở Tường Châu mới uống xong ba chén rượu lại rồi nói dối là chưa dính môi á, thì tức là ngay cái vọng đó ông thấy là nó còn thiếu, nó còn gì đó, nhưng ngay đó nếu ông tỉnh trở lại thì liền chơn thôi, đâu có chơn đâu khác, kêu ông lại đây, đang biết lại đây rồi đó, thì vậy thì ngay cái vọng đó thì đâu có thiếu cái chơn, cho nên ngay đó ông giác trở lại, tỉnh lại thì xong, đâu có thiếu thốn gì đâu, phải không? Vậy thì không phải là ai đem đến cho mình hết, cho nên đây gọi là cái con đường mà gọi là tự cứu mình ra khỏi cái dòng lưu chuyển từ vô thủy đó, chứ không phải là tầm thường. Đây là con đường mà cứu mình đó, cứu mình ra khỏi cái dòng lưu chuyển từ vô thủy đó. Tuy là bị cái vô minh rồi nó chi phối, rồi mình phải gọi là lưu chuyển từ vô thủy đến nay mà gọi là dài dài đó, gọi là nói là kiếp số không tính được kể đó, nhưng mà tuy nó dài đó, nhưng mà chỉ cần nha một niệm mà giác trở lại là mình vượt qua vô lượng kiếp số. Thì vì thấy cái gọi là cái khả năng, cái năng lực nó cũng là vi diệu như đó, thì tại sao mình không chịu làm chứ? Tính trở lại cái là mình vượt vô lượng kiếp số làm mới, phải không? Cho nên ngài A Nan ngài tỉnh ngộ trời, ngài có câu đó: bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, không cần phải trải qua ba tăng kỳ kiếp mà ngay đó là nhận được pháp thân, tức là ngay đây vượt qua ba tăng kỳ kiếp, biết không? Cho nên đó là cái gọi là cái ưu điểm mà mình phải gọi là kịp thời để mà nắm bắt đó, không để bỏ qua cơ hội tốt, không? Mình bây giờ là có cơ hội tốt đó mà không chịu mà là nắm bắt cơ hội này để qua cái nữa thì rất đáng tiếc, không? Thì như vậy thì việc này là ai làm cho mình đây, không? Cho nên là không ai làm cho mình, phải gọi là phải tự cứu mình là như vậy đó. Nhưng mà nói vậy đó thì gọi là cũng hơi ích kỷ đó, mình có lo cho mình không? Nhưng mà sự thật là nếu mà nói theo tinh thần Bồ Tát đó, thì chính tự cứu mình đó là cứu mọi người đó, vì mọi người, gọi là vì chúng sanh mà mình phải tự cứu mình, chính mình đây là mình phải vì chúng sanh mà mình phải tự cứu mình, mình mới biết được đường này để mình mới chỉ dạy ra chúng sanh, phải không? Tức là mình nắm được cái chìa khóa, mình ra khỏi rồi, phải không? Thì mình mới nắm tay cứu người ta ra khỏi được. Còn mình mà chưa thấy đường đi hết, mà chưa đi được đi tới đâu nữa mà nắm tay ra khỏi thì cái đó là cũng làm sao mà ra cho hết được? Mình còn chưa có ra khỏi nữa mà, phải không? Cho nên chính mình tự cứu mình đó là vì chúng sanh, thì đó cũng là tinh thần Bồ Tát, phải không? Thì như vậy thì mong rằng gọi là tất cả, không, mình phải khéo, không, để mà tỉnh trở lại đó, để rồi mình gọi là cùng nắm được hay là khai thác được cái lẽ thật nơi chính mình, rồi mình đem cái chân thật đó để mà cùng sống với nhau, thì đó mới thật là đúng ý nghĩa là sống, không, sống trong cái chân thật, đem chân thật mà sống với nhau.
Còn bây giờ tuy là nói gì nói với rồi cũng còn sống trong hư vọng, đem hư vọng sống với nhau đó. Đem cái hư vọng mà sống với nhau thôi, chưa có được đem cái chân thật sống với nhau thì mới thấy là còn thiếu sót rất là lớn. Vậy thì mong rằng tất cả khéo hãy mà thức tỉnh để mà tự cứu lấy mình đó, không? Để rồi năm tới thì quý vị nhớ, năm tới đó là năm con khỉ. Quý vị nhớ không? Năm tới đó là năm con khỉ, không khéo đó, coi chừng là bị nó gạt nữa. Vì nó gạt dài dài nữa, cho nên là phải khéo để mà nắm bắt, để mà tỉnh trở lại. Đó là lời cũng nhắc nhở sách tấn chung cho tất cả nhân cái buổi tất niên hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thôi giờ tất cả hồi hướng không? Chúng sanh nào vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn phàm môn vô lượng thể nguyện hồng Phật đạo vô thượng thể